Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về BTC, BTC và BTC Ngay bây giờ là 1 giờ 21 phút chiều Ngày 23 tháng 1 năm 2004 Mình nhảy vô luôn Thì vừa rồi là mình đang trải nghiệm cái sóng số 4 thôi Chứ không có, có một cái gì hết nha Sóng số 4 từ 3 tới 4 Đây cái mũi tên Những cái thông tin ở trên đây mình chia sẻ cho bạn á Không phải là một tuần, 2 tuần mà cả tháng trước rồi Sóng từ 3 cho tới 4 á nó sẽ tốn đâu khoảng cả từ 3 tới 4 tuần hoặc hơn lần. Riêng bạn có thể tắt đi tất cả mọi thứ là từ cái đỉnh vừa rồi của nó. Bạn chỉ trải nghiệm đâu có 12 ngày à, nghe mới có 12 ngày à. Mình nói từ 3 tới 4 tuần lận bạn mới trải nghiệm từ đỉnh là cái con giá là 49 nha. À, và hồi như vậy ngay bây giờ là 40 ngàn cái okay, là xuống 9 ngàn đô Chỉ có 12 ngày thôi Có nghĩa là cái dây dưa từ 3 tới 4 này nó sẽ tốn một thời gian dài nữa cái vài tuần Ok okay, và vài tuần nữa chứ không phải là không từ 3 tới 4 thì mình đã vẽ sẵn cho bạn luôn thì bạn sẽ có những cái sóng Ok từ 3 tới 4 thì có những cái sóng nhỏ là a B và C có nghĩa a B và C á, là cái sóng nhỏ của từ 3 tới 4 okay, đơn giản là vậy cái okay, mình đã giải thích rất nhiều lần rồi chứ không phải là lần 1 hay thì cái sóng a này nè Ok xác suất là nó chưa kết thúc nghe nó chưa kết thúc rồi sau đó là nó có cái sóng B và đây là những con giá đã thay đổi rồi ok đã thay đổi rồi thì mình bỏ nó đi ok mình sẽ nằm cho mình sẽ qua cái khung giờ để mình thấy nó ok qua khung giờ để mình thấy nó ok cái đó mình ok tiếp tục đi ok thì nhớ cái câu chuyện là trước đây mình nói lúc mà nó lên như vậy đó nếu mà nó nằm ở trên 45 mươi ngàn thôi thì mình nói cái sự sập của nó đó ok đừng có mong đợi mà cái sự là 15 chứ 25 ok trước đây mình vẽ cho bạn là cái 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 đường chỉ màu xanh này và đường chỉ màu đỏ này mình nói nếu mà nó con giá nó lên trên Lúc nó chỉ 40 ngàn thôi Ba mấy ngàn thôi mình đã nói Lúc nó lên trên 45 ngàn Thì lúc nó sập lại á, Thì nó chọn lựa cái đường chỉ đỏ Có nghĩa là rất là sâu 25-35% hoặc hơn Ok thì chuyện đó đang được diễn ra ngày bây giờ Ok trước mắt Đây mình bỏ luôn cái sóng xanh này luôn đi ha Cái sự mà hồi lại cái từ 3 tới 4 mà hồi lại 15 tới 25% không có ở đây nha, bỏ luôn đi. Ok, xác suất là vậy bỏ nó. Ok. Thì đây mình chỉ có trường hợp là sóng đỏ thôi Có nghĩa là sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn Không giống như cái sóng vừa rồi Ok, bỏ tất cả mọi thứ Ok, bớt đi, bớt đi Ok Thì xác suất nghe xác suất ngay bây giờ Cái sóng số 4 này Hồi đó đến giờ mình chia sẻ cho bạn Một tháng trời chứ không phải là không Nó sẽ đáp cánh ở cái vùng 41, 800 Ok 37, 8, 70 Ok Mình mới cộng thêm con giá nữa là 37 Và cái con giá cuối cùng là 35 nhớ cho để cái sóng số 4, số 5 này được diễn ra không ngày nè Ok, không ngày nè Lên 60 hoặc hơn nha Thì rõ ràng là mình cần gì? Mình cần nó giữ trên con 35 35, 5 4 lên 5 Ok, sóng 4 lên 5 Thì mình phải giữ trên 35 ít nhất để cho sóng số 5 còn được diễn ra Còn nếu mà nó không chống được 3 trên 35 á Thì nó sẽ rơi vào cái vùng này Là cái nó là sóng B luôn rồi Chứ nó không phải là sóng 4 nữa đây là nguyên cái cái bay bổng này nó là sóng A Ok. Và bây giờ nó hồi lại nếu mà nó hồi dưới con 35 nó là sóng B là rơi vào cái vùng này. Và nếu mà cái vùng này mà nó trống còn không được ở trên 19 8 90 19 8 90 thì nó rơi vào cái vùng 10.000 đô lận, 10.000 đô lận chứ không phải là không phải là tiền xu. Uh, ok. 10.000 đô lận. Ok. Là nó nó sẽ rơi rất thấp. Ok, cẩn cẩn, cẩn thận, cẩn thận. Ok. Xác suất ngay bây giờ nằm trên bàn. Ok. Tới cái khu vực này nếu mà nó càng tới gọi là nó tới 37 nó bay lên thôi thì được, ok. Còn mà nó càng tới gọi là nó nó nếu mà nó va chạm được tới con giá 35 thì xác suất là nó sẽ đánh vỡ 35 và nó xuống tới cái vùng này luôn. Ngay bây giờ cái vùng này á thì nó nằm tầm đâu khoảng xác suất ngay bây giờ mình ghi chữ mai có nghĩa là có thể là nó va chạm tới 27 lần, 27 lần, 27 lần trước khi nó bay. Tại sao 27 thì chút nữa mình chia sẻ cho bạn, 27, 6, 20. Ok. Vô. Thì vừa rồi nghe bạn à, vừa rồi á cái chống lưng mình chia sẻ cho bạn là cái con giá này đúng không bốn chục bảy trăm nhưng dựa theo những tài liệu trên thế giới dựa theo quỹ này quỹ nọ xã dựa theo ftx cái sàn lớn thứ ba thế giới vừa rồi đem đi xả một tỷ bitcoin dựa theo gray scale xả vân vân và vân vân ok còn cá voi cá heo thì cũng thu gom những người nhỏ và lẻ thì đem đi xả bởi vì vậy giá nó xuống 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 mình dời cái chống lưng của nó cái từ cái vùng 40.700 mình rời nó xuống hồi tối hôm qua lúc 12 giờ tối mình dời nó xuống 39 3, 3 bạn có thể thấy là nó hồi lại và nó hồi lại là 39 4 ok 4 à, 40 mấy có nghĩa là sơ xuất đầu 100 đô cái okay. nó chống rồi đó nó bùng nhớ nó phải chống ở cái vùng này chống ở vùng này thì mình mới có cái sóng b được diễn ra rồi sau đó cuối cùng thì mình cũng có cái sóng c và cái sóng c nó cũng rơi vào những con giá này cũng giống như cái con giá này thôi chứ không khác gì hết đúng không sóng c ok rơi vào những giá này kép okay. thì vừa rồi mình có chỉnh sửa chút xíu ok thì vừa rồi đây là cái sóng khung ngày ok chỉnh sửa lại ok cho là nhiều lúc mình không có chỉnh sửa nên nó nó, nó hơi rối một chút xíu mình xóa bớt và chỉnh sửa đây là sóng 3 là cái đỉnh vừa rồi của nó Ok, lên tới 49 ngàn Thì bây giờ là cái sóng 4 là cái sóng chán nản Ok, khung giờ luôn Ok, và sóng 4 thì nó sẽ rơi vào cái vùng khu vực này Cũng giống như hồi nãy mình chia sẻ Ở bên khu vực này, trong không gì hết cái khung này Sóng 4, rồi sau đó mình có cái sóng 5 Nhớ sóng 4 á, thì nó sẽ rơi vào cái vùng này thôi Nghe cái sóng rơi, vào cái vùng những con giá này thôi nè Ok, nhưng mà nếu mà nó sâu hơn nữa Có nghĩa nó là sóng B rồi là Sóng B rồi là Nguyên cái dãy này là sóng A, đây là sóng B Ok cái đó về điểm sóng Uh, thì để xác suất ngay ngay bây giờ là nó vẫn có thể chống được ở cái vùng này và nó bung lên, lên là sống bung lên là sóng b sóng b những con giá này vừa rồi đã được chỉnh sửa lại cho nó chuẩn hơn đây là những con giá mới cái okay, sóng của sóng b con giá để mình để đây đi ha ok 46 45.120 44 tám 42.870 đó là những cái sóng mà bạn đây là những con giá nếu lúc mà sóng B nó được diễn ra thì rõ ràng đây bạn có thể dùng cái cái đỉnh này ok và xóa luôn cái chừng chỉ đỏ này đây là cái đỉnh vừa rồi của nó ok đây là người của nó là cái con giá là 42190 nếu nó cắn được con đó ok không chỉ vậy nữa nó cắn con này thôi này để mình dán thêm vào một cái lá cờ này cho bạn đi ok đây thôi này đây thôi là đổi luôn cái này là cái đường chuyển cái con lá cờ xanh 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 và xanh ok bỏ con này luôn đi không cần con đó ok cắn con này thôi nè 800 800 41.800 8 uh, 80 ta, 41, 000, 840 mấy á Ok thì xác suất nếu nó cắn được nó rờ được cái con chỉ này và đường này thì mình sẽ làm nó đậm hơn để cho nó tại nó quan trọng đúng không mình làm là cắn cái vành đen cái okay? cắn cái vành đen có nghĩa là xác suất nó đã hồi lại rồi có nghĩa là sóng B đang được diễn ra vừa rồi nhớ cái sóng A này nè mình dán nó đâu trên cái vùng này đúng không trên ở đây Ok là vừa rồi là mình mình đổi nó xuống dưới đây rồi và hổ, trong cái video rồi mình đã cũng đã giải thích là nếu mà nó tiếp tục đi xuống thì mình sẽ dời cái sóng A thì bây giờ mình dời cái sóng A và đây là mình đang trải nghiệm cái sóng B và sau đó mình có cái sóng C. Thì cái trường hợp đó là cái trường hợp là sóng B được diễn ra, có nghĩa là nó bò lên ngay bây giờ, nó bò lên và chỗ này, chỗ này cũng là một cái chỗ có thể xác thực mình có thể dùng những cái nến gọi là những cái những cái cái lá cờ. Đây là cái lá cờ dẫn đường đi lên này tới đây mình nói 55% là đã lên rồi tới đây mình nói 60% đã lên rồi và lên rồi thì nó rơi vào cái vùng nào nó rơi vào cái vùng này ok và không chỉ vậy nữa bạn có thể dùng cái đỉnh vừa rồi của nó là đây ok cái con giá là 42.940 ok thì đây là những cái lá cờ mà nó dựng cái con đường là gì lên lên và lên cho bạn ok lên 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 và lên đây bạn có thể dùng luôn cái lá cờ ở bên đây luôn cái okay? là đây là cái gọi là cái đỉnh vừa rồi ở trên đây luôn đây là những cái lá cờ xanh những cái con đường lên 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 nếu nó cắn những cái lá cờ xanh đó có nghĩa là nó sẽ rơi vào cái con giá giá này nghe đây là những cái con giá nó sẽ rơi vào rồi sau đó là nó sập tiếp có nghĩa là sóng C được diễn ra và nó sẽ rơi vào cái vùng này nó rơi vào cái vùng này nghe sóng số 4 thì nó rơi vào cái khu vực này thôi còn nếu mà nó đánh vỡ được 35 thì nó rơi tới cái vùng này lận có nghĩa là nó là sóng B có nghĩa là A nguyên vậy là A đây là sóng B nó nghĩa là sâu hơn sâu hơn và sâu hơn nếu nhắc lên thêm một lần nữa nếu mà nó chống ở 37 37 này thôi á 41 37 nó bay một cái vèo lên thì rất tốt còn mà nó nếu mà nó rờ rẫm được 35 thì xác suất nếu nó rờ được 35 á thì xác suất là nó sẽ rơi vào cái vùng này rồi và cái vùng mà cái con giá mà gọi là quan tâm ngay bây giờ là quan là cái con giá là, con giá là con giá là con giá là 27 nghe con giá là 27 nghe thì nó là vậy con giá là 27 thì đó là cái trường hợp là mình nói cái câu chuyện là đây là cái đáy rồi và nó bắt đầu đi lên. Đây, sóng A có thể dán được ở đây và bắt đầu đi lên 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 được rồi. Cái đó là cái cái dự đoán, ok. Nhưng mà nếu mà đã đánh vỡ luôn cái chống lưng này, ok. Và chống lưng này rất khó để đánh vỡ là 39.330. Có nghĩa rằng đây mình tắt tất cả mọi thứ, mình đây là mình đang giải thích là A, B và C cho bạn đúng không? A, B, giờ. A, và C dựa theo cái tính toán này. Ok nhưng mà nếu mà bây giờ nó sập dưới, bây giờ nếu nó sập dưới cái con 39330. Ok bây giờ mình mình cài đặt một cái thứ đi ha. 39 39 330. Ok 3930. Nếu mà nó cài đặt nó nó chỉ đi, vừa rồi là nó gần đụng đúng không? Nhưng mà nếu nó cắn dưới cái đường chỉ này nè thì xác suất là nó sẽ sập luôn tới cái vùng này luôn. Ok Nhưng mà về điểm sống thì đây là mình để giải thích cho bạn ạ Thì đây là cái giải thích Nguyên cái dãy này từ đây xuống đây Có thể nó là A rồi Nguyên cái dãy này từ đây qua đây Nó là B rồi Và ở đây là cái sóng C là cái sắp sập luôn Sập 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 Nếu nó cắn dưới cái đường chỉ đen này Là con giá là 39.000 330 Nguyên cái dãy xuống này là sống A Đây sống B và đây sống C Ok, thì đó cũng là một cái cách có để đếm sóng, nhưng mà nó sẽ sập, nó phải sập dưới cái đường chỉ đen này thì mình phải đếm như vậy, mình sẽ đổi lại sóng, còn không có thì mình vẫn giữ cái sóng màu xanh này có nghĩa là ngay bây giờ nó chống được và nó bay lên sóng B. Nó sẽ có một cái hồi đã, cũng giống như là đây. Ok, đây mình có một cái sóng hồi đã. Ok, sóng hồi đã là trước khi nó đi tiếp tục xuống. Ok. Thì đó là cái suy nghĩ thứ hai. Nếu nó cắn dưới cái đường chỉ này, ok, đường chỉ này, có nghĩa rằng á, có nghĩa là AB đã kết thúc ngay bây giờ nguyên cái đoạn này là sóng C cũng giống như vừa rồi mình chia sẻ đây là sóng a rồi đây sóng b rồi và đây sóng c nghe chứ không phải là sóng không không phải là sóng a nằm ở đây ok thì nó là vậy đó là một cái suy nghĩ thêm ok bạn ok uh, lá cờ xanh lá cờ xanh lá cờ xanh lá cờ xanh dẫn cái con đường lên cái vùng này ok nhưng uh, mình có thể nếu mà nó nằm dưới 39.330 thì mình biết là gì nó là xuống luôn rồi nó đã xuống luôn rồi, ok có nghĩa là thêm một cái lệnh sốt nữa, lệnh một cái lệnh sốt xuống, ok còn nếu mà xác suất nếu mà nó lên được trên cái vùng nào, ok cái đầu tiên là ở đây cũng là một cái 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 vùng quan trọng cho nó là đây là cái đáy bạn thấy nguyên cái đáy chỗ này nữa đúng không? nguyên cái vùng này là đáy nè, đây nè. thì bạn dán thêm một cái lá cờ giúp mình, ok thì đó là những cái con lá cờ nó dẫn đường đi lên 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 lên, lên và lên cho bạn, ok đây lá cờ, đây lá cờ nhưng mà để cá lá cờ mà gọi là xác thực luôn á thì nó là ở đây lận nó ở đây lận để mình dời dùng cái vành tím này ở đây lận ok tại bạn có thấy tắt đi tất cả mọi thứ bạn thấy nguyên cái vùng này luôn nguyên cái vùng này ok thì đó là cái chỗ quan trọng đây là những cái chỗ nhỏ và lẻ thôi còn nguyên cái vùng này nè đó cái vùng này bạn có thể nhích cái con giá này lên kem chút xíu nữa ok cho nó chuẩn hơn đây 41.844 ok 41.844 ok đây là mình đổi nó thành màu gì luôn gọi là màu vàng cho nó chói mắt chơi đúng không gọi là bạn không có thể quên được và không chỉ vậy nữa mình vẽ thêm thể thêm nữa nó cắn được cái vùng đó thì xác suất là cái thể gì mình có thể đổi cái này xuống dưới đây luôn ok xác suất đã, đã lên lại và nó rơi vào cái vùng này rồi nè rơi vào cái vùng này rồi nếu nó cắn được con giá này còn nếu còn nếu mà nó đánh vỡ được dưới cái cái đường chỉ đen này đường chỉ đen này ok Còn giá là 39.330 thì nó xác suất là nó sẽ sẽ rơi vào cái con giá là 30 37.000 ok 37.000 37.837.000 xác suất là con 37.000 có thể cái target của nó này target ok càng xuống đây á thì xác suất nó sẽ Sắp xuống này rất nhiều có thể là chống ở 37 rồi nó bay thôi ok thì đó là những gì mình có thể tính toán được trong những cái giờ vừa qua ok nhớ khung ngày sóng số 4 chưa có xong, xác suất xuống 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 thêm đúng không? Okay. Như không chỉ vậy, vừa rồi á à, tắt đi tất cả mọi thứ về cái sóng hồi này nè, bạn có thể đếm ra là năm sóng 1 hai ba bốn đúng không? 5 năm cái sóng hồi, thì nếu mà năm sóng hồi á thì ngay bây giờ có thể nếu mà nó không râu ri xuống thêm á thì ngay bây giờ có thể là mình có sẽ có ba cái sóng lên đúng không? Có nghĩa là mở lên lại từ A tới B nó sẽ có 3 sóng đi lên, từ B tới C, từ B tới C là nó sẽ có 5 sóng đi xuống. Nghe có nghĩa là nó rơi vào cái vùng này. Ok, đơn giản là vậy. Ok. 5 sóng đi xuống rồi hồi nãy mình đã đếm, 3 sóng đi lên chuẩn bị tới đây và sau đó 5 sóng sập tiếp. Ok, thì đó là cái xác suất nó là vậy, thường thường nó là vậy nghe, xác suất nó là vậy. Ok. GR được con 35 thì nó sẽ sập sập thêm, nghe sập thêm tới cái vùng này là có thể là ngừng ở 27 ngày 27 nếu nó rờ rẫm được còn tới 35 còn nếu mà nó rờ tới 37 thôi nó bay lên thì thì ok nó càng xuống thì mình coi nó cũng giống như những món quà thôi chứ không không có gì hết ở đây nghe bởi vì đây là đầu tư dài hạn chứ không phải là ngắn hạn ok nếu mà nó rờ được dưới 35 thì có thể là nó sẽ rơi vào cái con giá đầu tầm của 20 cho tới 27 ngàn lần nguyên cái vùng này luôn nghe nguyên cái vùng này 20 cho tới 27 lần 20 cho tới 27 lần chứ không phải là không nha. 20 cho tới 27 nhắc 3 lần cái cái chuyện đó ok. À, rõ ràng lúc mà nó rớt như vậy á cái chỗ mà nên đầu tư là chỉ có BTC và Ethereum thôi còn tất cả những đồng altcoin nó sẽ sập rất mạnh. Nó là vậy nghe? Đó cái cái đó là cái thị trường. Ok cái đó là cái thị trường ok. Chỉ có BTC và Ethereum là có thể nắm giữ dài hạn thôi Còn tất cả những cái đồng khác là coi chừng, coi chừng, coi chừng ok à, Thì mình sẽ chia sẻ những cái đồng nào À, cho những cái nhóm mà đầu tư dài hạn, ok? thì lúc mà cái trường hợp mà nó rất như vậy, mạnh bạo như vậy thì mình phải chia nó ra một cách khôn ngoan hơn để bảo vệ cái tài sản của của mình, ok? Cựu ok? Uh, ok ok ok. Mình có ghi vài thông tin xuống mình, mình coi thử, ok? Nếu mà nó rớt dưới cái con giá này nghe rất dưới có con giá này á có nghĩa là sóng a đã kết thúc rồi và sóng b cũng đã kết thúc ở bên kia luôn rồi và bây giờ mình đang trải nghiệm là cái gì là cái sóng c nghe hồi nãy mình giải thích cái đó rồi chứ không phải là không ok à, gần đụng 35 là là hoàn rớt hơn nữa nghe đừng đừng đụng được 35 ba, nếu mà rờ được 35 là có thể rớt xuống nữa xuống nữa có thể tới cái vùng hai 27 lần ok 27 lần Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này Để ý hai thứ Cái lá cờ này Ok, cái lá cờ này là cái cá lâu quan trọng nè Đây, những cái lá cờ xanh Nó sẽ dẫn lên cái con đường là gì? Là lên, lên, là lên cho bạn Ok, nếu nó cắn được những lá cờ này Còn nếu nó cắn dưới cái con 39.330 Ok, thì có nghĩa rằng là gì? Đây, sóng A đã trước đây đã kết thúc đây rồi Đây là sóng B và đây là sóng C Là sập, 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 sập thêm Và sập thêm thì sập vô cái vùng nào? Rõ ràng, bạn cũng đã biết Nó sẽ rô cái vùng khoảng cả 39, 8, 37 37, 37, 8, 37 Ok, là những con giá kết tiếp mình nên quan tâm Đây, sự chán nạn, chán nạn đang xảy ra Chứ có gì hết Nghe. Chán nạn đang xảy ra từ 3 tới 4 Vậy thôi Có lên thì phải có xuống Nhưng mà có xuống thì mình thu gom Có xuống thì mình chơi lệnh xuống Có xuống thì mình chơi tương lai Tương lai, tương lai, đúng không? Chơi tương lai thì không quan trọng nó lên hay xuống thì mình vẫn có thể chốt đơn chốt đơn. Thì ngay bây giờ là cái đợt đi chơi chơi xuống. Nhưng ngay bây giờ cái thị trường nó không giống như thường ngày nó rất khó để chơi chứ không phải là không. Vô ra vô ra tương lai thì nhanh gọn và lẹ thôi. Ok nhanh gọn và lẹ thôi bởi vì nó sẽ có rất là nhiều sự chỉnh sửa chứ không phải là không. Ngay bây giờ số nhiều nghe chơi tương lai là dập mặt. Ok và không nói gì cho mấy trong cái nền tảng này chơi tương lai hôm qua cũng cũng dập mặt số nhiều là dập mặt chứ không phải là không nha chứ không phải là không nên cẩn thận cẩn thận cẩn thận um, chơi spot nó an toàn hơn tương lai chơi đầu tư dài hạn nó an toàn hơn spot đầu tư dài hạn là cái an toàn nhất sau đó chơi spot ok còn mà cái mạo hiểm nhất là chơi tương lai tương lai và tương lai ok rõ ràng bạn dính dáng vô cái cuộc chơi nào thì bạn biết nó rủi ro nó như thế nào ok um, thì nó là vậy ok và thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong video này nhớ cho những người nào mới bước vô cái thị trường nhớ lấy 10 tập vừa rồi không quan trọng là bạn chơi cái đồng nào bạn mua bán đồng altcoin không thôi không có mua bán btc ethereum nhưng bạn vẫn phải đi theo btc bởi vì sao nó là mẹ và nó dẫn đầu nó dẫn nguyên cái thị trường này luôn dẫn nguyên cái thị trường này luôn xác suất là vậy nếu nó sập thì tất cả những cái đồng khác xác suất nhiều sẽ sập theo nó thì nó là vậy vậy thôi xin chào mọi người